Chào mừng các bạn đến với kênh Sadek Yêu Thương. Sau đây mời quý vị các bạn nghe bản tin Tiệm vàng quán cá lóc nướng tấp nập người mua trong ngày vía thần tài. Hôm nay ngày 3 tháng 2, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, cũng là ngày vía thần tài, nên sáng nay các tiệm vàng và các điểm bán cá lóc nướng tập trung rất đông người mua. Nhiều người quan niệm ngày thần tài mua vàng sẽ mang lại may mắn suốt năm, nên trong ngày vía thần tài, tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ngay từ sáng sớm đã có khá nhiều người đến mua vàng. Các loại vàng được bán chạy nhất trong ngày là vàng nhẫn 24K, vàng miếng hình thần tài có trọng lượng từ 1 đến 2 chỉ. Mặc dù lượng khách khá đông, nhưng ghi nhận giá bán vàng không tăng, có nơi giảm 10.000 đồng một chỉ so với những ngày thường. Ngoài các tiệm vàng, thì các điểm bán cá lóc nướng, các món đồ cúng phổ biến trong ngày vía thần tài cũng nhộn nhịp. Anh Đặng Tấn Đạt, chủ quán cá lóc nướng Thái Toàn trên đường Khoan Bội Châu ở phường 1 thành phố Sa Đéc cho biết, ngày thường quán anh chỉ bán khoảng 100 con. Riêng ngày vía thần tài, quán của anh đã chuẩn bị khoảng 1.200 con cá lóc nướng để bán, tăng 200 con so với năm ngoái. Đa số đều được khách hàng đặt trước. Để kịp phục vụ khách hàng, anh Toàn đã phải huy động khoảng 13 người nướng cá xuyên suốt từ 21 giờ đến hôm trước. Giá bán mỗi con cá là 150.000 đồng, tăng 30.000 đồng so với ngày thường. Năm nay là chuẩn bị vượt hơn năm rồi là 200 con á, là năm nay là 1.200 con. Có một số thì đặt trước thì lợi thì được ưu tiên anh, còn không thì lợi thì phải đợi, tại vì cái ngày này nó hơi đông. Dạ, một con 150. Một ngày thường thì bán một con 120. Nướng từ khuya. Khuya khoảng nướng cũng hơi sớm, cũng 9-10 giờ à. Tại vì ngày này ngày cúng thì buộc phải nướng sớm vậy thôi, chứ nếu mà để tới sáng sớm mà nướng là cái chuyện đó là không kịp được. Một con. Hai con. Rồi còn mấy con nữa? Tổng cộng là mấy con? Mời ơi, lấy tiền chiếc hai con nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh nhé.